thực hiện quyết định số 173 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ban hành ngày 1 tháng 2 năm 2020, được sự nhất trí của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp. Ban tổ chức trận đấu siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco 2019 thông báo về thời gian tổ chức trận đấu như sau: trận đấu siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco 2019 sẽ không được tổ chức vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 như lịch thi đấu đã ban hành. Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, ban tổ chức trận đấu sẽ công bố thời gian tổ chức trận đấu siêu cúp quốc gia theo một trong các phương án sau. Phương án 1, trận đấu được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 năm 2020. Phương án 2, trận đấu được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2020. Thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một điểm trong trận đấu quan trọng này.